thì xin chào tất cả các bạn. Welcome to the lesson today. Lesson number 6. Ok, good. Lesson 6. Sing, ok. CH, so you pronounce like. Ok, âm CH thì mình sẽ âm là gì ạ? Môi hơi nhọn một chút và bật hơi ra. Sing, ok, chờ nha, CH. Ok, good, next one. So, listen and repeat. Now, repeat that to me. Listen, chứ là mình uốn lên đây nào. Ok, ok. Listen, ok, really good. Để mình nói chuẩn thì các bạn hãy cố gắng là theo thầy. Để mình nói chuẩn nha. Listen and, âm đi nào. And, repeat. Âm R mình cho môi nhận ra. Repeat, ok, âm U nhá, môi nhận ra nào. Put your lips forwards, ok. Repeat, như là nghe và mình nhắc lại theo. Ok, good. So, listen and repeat. On the first one, this is what? Okay, chips. Okay, CH, âm xe nào. Các bạn làm bật hơi nào. Chips, chips. Okay, vì là nếu âm P nào. Chip, P cũng phải bật hơi nào. Bật hơi hai môi mím lại, bật hơi. Âm CH nào. Và âm P là chip, chip. Đọc thật chậm thế này. Chip, chip, chip. Ok, lúc mình mới tập ấy thì mình có thể nói như vậy. Và khi mà mình vụ vào thêm một s là gì ạ? Hai răng cắn lại, thổi ra và mình đọc nhanh là gì? Chips, chips. Ok, nhưng khi mình mới tập ấy. So when you start to learn how to pronounce this, so try to pronounce slowly. Các bạn cố gắng, mình phát âm thật là chậm nhất để mình có thể nói chuẩn nào. Xem nào. Chip, chips. Good, chips. Okay, next one. This is chicken. Okay, chips nghĩa gì nhỉ? Good job, nghĩa là khoai tây chiên nhá, chips. Okay, có nhiều khoai tây, nhiều miếng thì mình sẽ thêm s vào là chips. Alright. Các bạn nhớ số nhiều thì phải thêm s, nếu có một miếng thì là chip. Okay, only one, so chip. Good. This one. Chicken. Chicken. Okay, mình lên giọng nhé. Chicken, không đâu, chicken, chicken. No, chicken, good. Chicken, really good job. Chicken là gì nhỉ? Là gà nhá. Ok, good. Còn chips, what does it mean? Là gì nhỉ? Good job, là khoai tây chiên. Ok, and repeat. Chicken, chicken. Ok, chữ nào ngân ở mũi nào? Cần, cần, chicken. Really good. Next one. This one is chocolate. Ok, chocolate. Okay, chocolate. Good, nghĩa là gì nhỉ? Sô cô la. Wow, it's good, right? Good. One more time, một lần nữa nhỉ? One more time, một lần nữa. Chocolate. Really good. Next one. Tiếp theo. So, read. Okay. So put the R in the beginning. Chữ R vị trí đầu tiên này. Các bạn hãy nhớ là gì? Mình sẽ cho môi nhọn ra nhé. Read. Âm đi nào. Read. And, âm đi nào, and match. Ok, match nghĩa là mình sẽ nối đó. Nghĩa là mình sẽ nối chips, thì mình sẽ nối vào cái gì nhỉ? Chips sẽ nối vào cái này. No, ok, this one. Chips, ok. Chicken, chicken, so we make sorry. Ok, so when I say I'm sorry, khi mà thầy nói là tôi xin lỗi, thì các bạn sẽ phải nói là gì? Oh, it's okay. Alright, remember. Ok, I'm sorry thì good, it's okay. Okay, nhớ nhé, khi ai xin lỗi thì mình sẽ trả lời lại, đáp lại là gì? It's okay, it's okay. Good. Chicken. Các bạn nào repeat. Chips. Okay, chips. Hey, chicken. Okay, and last one, you match it. Okay, so you use a pen, you mark it. Okay, chocolate, and this is what? Apple. Candy, bread, and cake. Okay? Good. Now, repeat. Okay, mua hơi giọng một chút, bật hơi. Chips, chips. Okay, chips. Okay, good. Chicken, chicken. Okay, good. Next one. Chocolate. Good. Chocolate. Mình sẽ lên giọng này, dấu phẩy. Dấu apostrophe, ok, dấu phẩy trên này thì mình sẽ lên giọng nhé. Chocolate, giống như dấu sắc ạ.
Chocolate. Good job. One more time. Chocolate. Good. Next one. Okay. So before we learn the next part, let me tell you. If you learn English every single day, okay, at least 2 hours, thầy muốn dặn các bạn là diện nếu các bạn cố gắng học tiếng Anh ít nhất là 2 giờ một ngày theo những cái video này của thầy, hoặc là mình có thể xem TV tiếng Anh, xem hoạt hình tiếng Anh, đọc truyện tiếng Anh, mình chăm học hàng ngày khoảng 2 tiếng một ngày thôi, ít nhất thì chắc chắn các bạn sẽ rất là giỏi tiếng Anh. Ok, I promise with you, if you learn 2 hours a day, you will be awesome at English. Ok, bạn sẽ giỏi tiếng Anh, giỏi nhất lớp, giỏi nhất trường, giỏi nhất thành phố chẳng hạn, giỏi nhất huyện của bạn, ok, giỏi nhất tỉnh của bạn, thì lúc đấy mình sẽ rất là tự hào, rất là vui. Ok, good. So try to learn English every single day. Ok, good. And you will have really good future. Ở trong tương lai thì mình có thể làm tất cả những điều gì mình muốn. Ok, rất là vui đúng không? Ok, là tốt. So make the words with sound. Tạo ra những cái từ. Ok, nếu mà một từ thì là word. Đặc biệt là word. Okay, tạo ra những cái từ. Ok, thêm S. Words. Đặc biệt là words. Âm đi là D. Word. Và thêm là words. Ok, good, with sound. Với âm CH nào. So easy, right? Rất đơn giản. Mình chỉ việc điền là CH vào đây thôi. So just like add the CH in here. So we have it like chicken. And here we make CH like chips. Ok. Good, so repeat. Chicken. Repeat. Và nhắc lại thế nào. Chicken. Really good. Good job. Ok, next one. Chips. Awesome. Good. Chips. Nghe gì nhỉ? What does it mean? In Vietnamese. Tiếng Việt nghĩa gì nhỉ? What does it mean? Mean có nghĩa là nó, nghĩa là gì? What does it mean in Vietnamese? Chips nghĩa là khoai tây chiên. Good job. Next one. Okay, let's sing. Okay, nào mình cùng hát. Let's sing. Okay. So, I like chocolate. Okay, so in this part, I will read it for you and I will explain it for you. Trong phần này thầy sẽ read, ok, là thầy sẽ đọc nha, and I will explain, nghĩa là thầy sẽ giải thích nào. I will explain it for you, ok. I like chocolate. I like chocolate. Tôi thích sô-cô-la. Chocolate. Đọc lại thôi nào, repeat. Chocolate. Good. I like, ok, nghe gì nhỉ? Okay, let me drink water. Drink water. Okay, nghĩa là uống nước. Okay. So, I like. Tôi thích chocolate. Wow, chocolate is so good. It's sweet. Okay. Good. I like chocolate. Tôi thích chocolate. How about you? Okay. Bạn thì sao? Okay, nhắc lại nào. How? Hát để cái how about you? How about you? Okay, good. How about you? Không đọc là how about you nhé. Mình phải cho nó dài ra. How? Hát để cái how about you? How about you? Okay, bạn thì sao? Do you like chocolate? Okay, có hỏi đu nhé. Mình lên giọng một cuối nào. Do you like chocolate? Bạn có thích sô-cô-la không? Okay. Do you like mình cho dài ra mấy cái lòng. Do you like chocolate? Okay. Do you like chocolate? Good job. All right. Bạn có thích sô cô la không? Yes, I do. Yes, I do. Okay. Có. Tôi thích. Yes, I do. Nghĩa là có. Tôi thích nha. Hỏi do thì mình trả lời yes, I do hoặc là gì ạ? No, I don't. Okay. Good now. Good. So what does it mean? How about you? How about you? Nghe gì nhỉ? Good job. Còn bạn thì sao? Do you like chocolate? What does it mean in Vietnamese? Tiếng Việt nghe gì? Do you like chocolate? Bạn có. Good job. Có thích không? Okay. Do you like chocolate? Trả lời thế nào? Do you like chocolate? Thích không? Good. Yes, I do. Có, tôi thích. Okay. Còn nếu mà không thì nào? Nói ra vậy. No, I don't. Okay, next one. So, listen and read. Mình sẽ nghe thầy đọc và mình sẽ cùng đọc theo nào. Who likes chicken?
Okay. I thích gà. Who likes chicken? Okay. Đọc lại nào. Who ha? Để là who likes chicken? Okay. I thích gà. Okay. Mark. Đọc lại nào. M. Mark likes L. Likes chicken. Okay. Mark thì thích chicken. Okay. So, để đây hỏi lại nào. Who likes chicken thì mình trả lời là who, thì mình sẽ trả lời ngay là gì ạ? Mark. Okay. Mark likes chicken. Who likes chicken? Mình trả lời là Mark likes chicken. Okay. Good. Ask you again. Để hỏi nha. Câu này này. Thì Mark thích gà. Okay. Ask you. Who likes chicken? Trả lời. Answer please. Good job. Mark likes chicken. Okay, next one. Who likes chips? Ai? Nhớ nhá, từ để hỏi nào. Ai nhé, ai phải nói tên một người. Ai likes chips? Ai thích thì ai thích khoai tây chiên nào? Ai thích? Dan like chips. Ok. Và who thì mình trả lời ngay tên là gì? Có thể là trả lời Dan. Ok, trả lời ok. So who like chips? Trả lời answer please. Good, Dan. Ok, mình có thể trả lời ngay là Dan. Ok, hoặc là mình trả lời cả câu là gì? Dan like chips. Ok. Good. Ok, this one doesn't have the S. Các bạn nhớ là gì ạ? Cái này mình sẽ phải thêm S nhiều nhá. Cái này các bạn làm slide các bạn làm thiếu nữa. Dan likes chips. Ok, good, repeat. Dan likes chips. Good. So I ask you again. Who likes chips? Ai thích khoai tây chiên nhỉ? Good job, okay. Dan, okay. Dan thì thích khoai tây chiên. Okay, Dan like chips. Okay. Who like chocolate? Okay, who? Who like chocolate? I like chocolate. Tôi thích sô cô la. Okay, so who like chocolate? Thầy hỏi nhá. Trả lời who thì mình trả lời ai. Okay, who like chocolate? I. Okay, I. Good. Okay, so I ask you answer. All right. Bây giờ thầy hỏi các bạn trả lời nào. Who like chocolate? Good. I chỉ vào thân nói. I like chocolate. Tôi thích sô cô la. Okay. Again. Who likes chicken? Who likes chicken? Good. Mark. Okay. Ai thích gà? Mình trả lời Mark hoặc là mình nói là Mark likes chicken. All right. Okay. Good. Next one. Bạn nhớ xem lại thì sẽ hiểu nha. Nếu mà chưa hiểu thì sẽ xem. Let's talk. Okay. Nào mình cùng nói. Repeat, let's talk. Nói, nào chúng ta cùng nói. I like what? Good job. Chocolate. Good. So, we like what? We like. Okay, we like. Good. Chips. Okay. I like what? Candy. Okay, chocolate. And I like this. What is this? I like cake. Okay, again. I like what? I like what? I like good chocolate. Okay. We like what? We like what? What is this? We like chips. Okay. I like what is this? I like good candy. And I like what? Cake. Okay. Good. Next one. Okay. Complete the sentences. Complete. What does it mean? Complete nghĩa gì nhỉ? Good job, nghĩa là hoàn thành những cái câu sentences là những cái câu nhá. Ví dụ là ok, đọc lại thế nào. S hai răng cắn lại mình thổi ra nhá. Sentence. Good, nghĩa là good câu. Nếu mà thêm S là sentences, nghĩa là ở đây có mình có hai câu nhá. Ok thì mình sẽ nói là sentences. Tại vì có hai câu thì mình phải thêm S là số nhiều hơn nhá. Ok. First one, I like what is this? I like good job. I like chips. Okay, good. He likes what? What is this? He like good job. He like chicken. Repeat. Chicken. Okay. Thầy hỏi lại nha. Who like chips? Ai? Who like chips? I like cái chips nhỉ? Good. I. Good. Chỉ với bản thân mà trả lời nào. I like chips. Okay. Who thì trả lời là ai, ok, thành một cái tên, ok. Good, he likes chicken. Ok, now I ask you, who, ai,
likes chicken. Good job. He likes chicken. Anh ấy thích gà và tôi thì thích khoai tây chiên. Okay, next one. Okay, let's chant. Okay, or let's sing. Nào mình cùng hát. Chicken chop or chip chop. Okay, good. Chip chop nghĩa là cái miếng khoai tây. Chop là cái miếng này. Chip là khoai tây chiên. Miếng khoai tây chiên thì mình sẽ gọi là chip chop. Okay. Okay, good. Now repeat. Chip chop. Okay. Chicken chop. Chicken chop. Chop là cái miếng này. A piece. Okay. Chicken chop là miếng gà. Alright, let's go. Chip, say it now. Bạn hơi ra. Chip, chop. Really good. Chicken, chop. Who likes chip chop? Chocolate, Charlie likes chip chop. Ông Charlie thì thích chip chop là miếng khoai tây chiên. Ok. Thế hỏi lại nhá. Who likes chip chop? Who? Ai nhỉ? Good job. Good. Ok. Charlie. Ok, say it now. Charlie, hoặc là trả lời cả câu đầy đủ là gì ạ? Charlie likes chip chop. Okay, chip chop, chicken chop, chip chop, chicken chop. Who likes chicken chop? Jack likes chicken chop. Okay, so who likes chicken chop? Nghĩa là ai thích miếng gà thì là Jack thích miếng gà. Okay, so who likes chicken chop? Who các bạn? Who? Ai nhỉ? Good job. Yeah. Jack, okay? Jack likes chicken chop. All right, next one. Okay, ooh, that's it for today and see you again. So now we'll review everything really quick, okay? Bây giờ mình sẽ xem lại cái video một lần nữa rất là nhanh nào. Okay? So remember. So it's hard in the beginning. Lúc mà làm thầy làm bất cứ cái gì nhá, trước khi thầy dạy những cái trường thì cái lúc bắt đầu nó rất là khó khăn. Học mình làm cái gì bắt đầu học tiếng Anh hoặc là mình làm bất cứ việc gì mới bắt đầu thì là cái lúc khó khăn nhất. Khi mình biết nhiều tiếng Anh ấy, thì mình học càng lúc càng nhanh và càng lúc càng giỏi. Okay. So it's hard in the beginning. So don't give up. Okay. Đừng từ bỏ nhá. Đừng mơ từ bỏ. Hãy tiếp tục học hàng ngày thì chắc chắn mình sẽ giỏi tiếng Anh nhá. So in this part, okay, I will review everything really quick in English. Thầy sẽ review, thầy sẽ ôn tập lại cho các bạn rất là nhanh bằng tiếng Anh nha. Khi các bạn xem những cái phần trước mà thầy giảng những cái phần về trước nhé, các bạn hiểu rồi thì các bạn xem phần tiếng Anh này để mình ôn tập lại rất là nhanh nha. So lesson 6, Sam, next one. So listen and repeat. Try to repeat after me. So chips, pizza. Chips, okay? Chips. This one. Chicken. Chocolate. Next. Okay, so read and match. It means like you match the words with the picture, okay? So mark chicken and mark chocolate. Repeat. Chips. Chicken. Chocolate. Okay, next one. Make the words with same, okay? So easy. So you few M C H in here. Repeat. Chicken, chips. Really good. Next one. Cái tiếp theo nào? Let's sing, okay? If you cannot sing, just read aloud with me. I like chocolate. I open your mouth. Mouth, okay? I like chocolate. How about you? How about you? H blow out. How about you? How about you? Okay. Do you like chocolate? Do you like chocolate? Yes, I do. Yes, I do. Next one. Who likes chicken? Mark likes chicken. Come on, answer me. Who likes chicken? Good. Mark. Okay, or you can say the full sentence is what? Good job. Come on. Mark likes chicken. Who likes chips? Who likes chips? Dan likes chips. Okay, so ask again. Who likes chips? Good job! Dan like chips. Or you can say answer like Dan, okay? Who like chocolate? You, or you can say I. I like point at yourself. I like chocolate.
Okay, let me ask you. Who like chocolate? Who? Come on, who? Good. I like chocolate. Next one. Let's talk. I like what? Okay, oh, this one. We like chips. Okay, so I like what? I like chocolate. And next one. I like what? I like good candy. And I like good job. I like cake. Okay, good. Next one. So almost done. Complete. Okay, so fill in the blanks. Okay, complete the sentences. So it is the plural form. So we have to add the S in here. Sentences. Okay, I like what? I like. Awesome! Good job! Okay, chips. Okay, he likes. Good! Chicken. Okay, who likes chicken? Good! He. He, right? You answer he. Who? So you answer he likes chicken. Okay, who likes chips? Who? Good job! I like chips. Next one. Let's chant, or you can say let's sing. Okay, chip chop. Okay, repeat after me. Chip chop, chicken chop, chicken chop. Who likes chip chop? Charlie likes chip chop. Okay, chip chop. So who likes chip chop? Come on, answer me. Who? Good job, Charlie likes chip chop. Chip chop, chicken, chicken chop. Who likes chicken chop? Jack likes chicken chop. Okay, so who likes chicken chop? Who? Good job! Come on, good job. All right, Jack likes chicken chop, right? Or you can just answer Jack. That's fine. Next one. Okay, that's it for today, and see you guys. Thầy cảm ơn các bạn đã xem video của thầy. Và thầy chúc các bạn hãy kiên trì học tiếng Anh và đừng bao giờ từ bỏ học tiếng Anh hàng ngày nhá. Okay, so that's it for today, and goodbye, see ya!